Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Cường Người Thân. Và ngày hôm nay thì hãy đến với hai sản phẩm với mức giá xấp xỉ 4 triệu đồng. Đây cũng là một trong số những cái câu hỏi mà rất là nhiều bạn đặt cho mình là với 4 triệu thì em nên mua điện thoại gì. Thì ngày hôm nay là trên tay mình đang có một con Redmi 10 này, cộng với cả một con Oppo A16. Và đây là sự lựa chọn của mình dành cho cái mức giá là 4 triệu đồng. Ngay bây giờ thì hãy cùng Cường Người Thân vào bóc hộp từng sản phẩm một và chúng ta sẽ trên tay nó để xem là tại sao mình lại lựa chọn hai sản phẩm này. Và mình xin cảm ơn Dương Thủy Mobile đã tài trợ và cho mình mượn hai sản phẩm này để review cho tất cả các bạn xem. Ok, ngay bây giờ hãy cùng vào với clip của Cường Người Thân. Đầu tiên thì ở trên tay mình đang là hộp của con Redmi 10 này. Mình sẽ bóc hộp của con này ra trước nhé. Chúng ta sẽ có một cái hộp với dạng là rút lên rút xuống như thế này. Ở phía bên góc trái của cái hộp nó sẽ là dòng chữ Redmi 10 như thế này. Ok, chúng ta sẽ cùng vào trong. Thì nó gồm có một cái hộp phụ kiện. Và ở đây nó là một cái ốp lưng. Một cái ốp lưng, khe chọc sim, giấy gọi là giấy tờ của Redmi 10. Thực ra là nó cũng không có cái gì đâu. Nó giống hệt cái con Redmi 9 mà ngày xưa mình review ấy. Chúng ta sẽ có một cái khe chọc sim ở đây. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Đó. Tiếp tục là chúng ta sẽ vào trong cái bộ phụ kiện của nó nhé. Bộ phụ kiện của nó thì bao gồm một cái USB. Một cái USB như thế này. Đây. Chúng ta sẽ có một cái cổng C như thế này. Không có tai nghe nhé. Ở cái bản này thì là không có tai nghe. Mình cũng không biết là Oppo nó làm thế. À nhầm, Redmi nó làm thế này để bảo vệ môi trường theo như cái cách nhà cung cấp phân tích, hay là chỉ đơn giản là bởi vì họ muốn bán thêm những cái tai nghe kiểu của Mi mà những cái tai nghe không dây. Ok, chúng ta sẽ bỏ qua phụ kiện nhé. Phụ kiện, cái sạc này là hỗ trợ. Nhưng em có thể thấy này, sạc này là sạc hỗ trợ lên đến 22,5W. Tuy nhiên rằng là theo như mình biết thì cái sản phẩm này nó chỉ hỗ trợ sạc là 18W. Hỗ trợ sạc nhanh 18W. Chúng ta sẽ cùng vào với cả sản phẩm nhé. Bóc sản phẩm ra trước. Ok, bật lên ạ. Và chúng ta sẽ đợi nó khởi động nhé. Bộ phụ kiện chúng ta sẽ vứt sang một bên. Thực ra là với bộ phụ kiện bình thường theo cái kiểu của cái con Redmi 10 này hay là Redmi 9 thì bộ phụ kiện mình cảm thấy giống nhau. Tiếp theo sẽ là một sản phẩm nữa, đó là Oppo A16. Oppo A16. Chúng ta sẽ bóc phụ kiện ra để chúng ta xem nhé. Oppo A16 thì có những cái gì. Mình thấy là tất cả những cái thương hiệu điện thoại kiểu giá tầm trung trung như này thì phụ kiện của nó đều gần gần giống như nhau. Đây, cũng là một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng, một cái ốp lưng bằng silicon, một cái khe chọc sim. Rồi, ok, tiếp tục chúng ta sẽ có thêm một chiếc điện thoại như thế này. Giá của hai con này là xem nhau. Giá của hai con này là xem nhau. Đây, chúng ta sẽ có một cái cụm camera hình chữ nhật như thế này. Ok, đầu tiên là phải khởi động lên đã. Chúng ta sẽ có dòng chữ Oppo Android ở đây. Tiếp tục, chúng ta sẽ có một cái USB. Một cái USB như thế này. Một cái dây cáp USB. Cái này là cổng sạc. Đây, chúng ta sẽ có một cái sạc như thế này. Đó. Đây là cái cục sạc của Oppo nhé. Đây là cái cục sạc của Oppo. Một cái cục sạc khá là đơn giản. Đó. Tất cả những thông số thì nó có ở trên này hết. Đầu tiên là mình sẽ giới thiệu về chiếc điện thoại Redmi 9 này trước đã. Điều đập vào mắt mình đầu tiên đó là cái cụm camera của chúng ta. Nếu mà các bạn nhìn kỹ thì nó sẽ có ghi bóng mở ở đây là 50 megapixel. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 1, 2, 3, 4 cái camera cộng với một cái đèn flash. Với cái cụm camera này thì mọi người có thể tự đánh giá nhé. Bởi vì mình cũng không biết là nó xấu hay nó đẹp đâu. Bản thân mình thì mình chỉ thấy nó dị thôi, chứ còn mình thì không cảm giác đẹp lắm cho cái cụm camera này. Chúng ta có một cái mặt lưng. Một cái mặt lưng được làm bằng nhựa.
và mặt lưng này khá là dễ bám vân tay nhé. Mặt lưng này khá là dễ bám vân tay và anh em để ý này, anh em có thể nhìn thấy này, mình vừa mới cầm vào một tí thôi mà nó đã bám vân tay rồi. Nhưng mà thực ra là với cái thiết kế kiểu như thế này thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác đấy là chúng ta lau các thứ nó rất là dễ, lau bằng vải mềm là nó cũng sẽ ra thôi. Nhưng mà chúng ta nên sử dụng ốp lưng nhé. Đây, ở đây chúng ta có một dòng chữ Redmi. Sau khi mình cài đặt và sau khi mà mình gọi là mình vào trong được cái màn hình chính ấy, thì chúng ta sẽ điểm qua một chút về ngoại hình của con Redmi này nhé. Đầu tiên này, về cái mặt lưng này nó rất là dễ bám vân tay, nhưng mà nó rất dễ lau chùi nhé. Cái mặt lưng này rất dễ lau chùi và các bạn có thể sử dụng cái vải mềm để các bạn lau chùi, rất là dễ lau chùi, nhưng mà nó rất là dễ bám vân tay. Chúng ta sẽ có một cái cụm camera ở đây và cái cụm camera này thì tùy anh em thôi. Có người thấy đẹp, có người thấy xấu, nhưng mà bản thân mình thì mình chỉ thấy nó dị thôi, chứ mình không cảm thấy nó quá là xuất sắc. Đối với một sản phẩm giá rẻ như thế này thì chúng ta cũng sẽ có được những điều như sau. Đầu tiên là mọi người có thể nhìn thấy là nó trang bị một cái camera có ghi ở đây là 50 megapixel. Và với cái thời gian mà mình trải nghiệm với cả chiếc điện thoại này về chụp ảnh các thứ thì mình nghĩ rằng là 50 megapixel này nó chỉ là con số thôi nhé. Anh em hãy để ý rằng là với một cái sản phẩm giá rẻ như thế này thì cái chất lượng hình ảnh nó chỉ mang tính chất là tương đối thôi, chứ nó không thực sự là nó giống như mọi người tưởng tượng. Thế nên là mọi người không nên kỳ vọng quá nhiều rằng là 50 megapixel con số nó lớn, thế nên là chụp ảnh nó sẽ siêu nét, siêu xịn. Nó cũng chỉ ở mức độ trung bình và nó cũng chỉ mang tính chất là tương đối thôi, tương đối để cho anh em có thể tham khảo. Ngoại hình của nó thì nó có một cái vỏ ở phía mặt sau lưng như này, rất là dễ bám vân tay, mình nói rồi, nhưng mà nó rất là khó xước nhé, chỉ là dễ bám vân tay thôi. Nhưng mà chúng ta cũng nên sử dụng ốp. Chúng ta sẽ có một cái cụm camera gồm có 4 camera cộng với cả là một đèn flash, một cái cụm camera mà nó được đóng tổng thể ở cái khuôn hình chữ nhật giống như thế này. Ở dưới này chúng ta có dòng chữ là AI cam, trí tuệ nhân tạo. Ok, tiếp theo là về cái phần màn hình. Về cái phần màn hình của chiếc Redmi 9 này thì chúng ta sẽ có một cái màn hình tràn tất cả các viền và sử dụng một cái camera trước ở phía đằng trước như thế này. Chúng ta có thể nhìn thấy này, ở phía bên trên là chúng ta sẽ có một cái mic thoại ở đây. Chúng ta sẽ có thêm một cái cảm ứng kiểu cái cảm biến, gọi là cảm biến hồng ngoại, và để chúng ta sử dụng những cái thiết bị mà điều khiển ở trong nhà. Với cả Xiaomi thì thường thường là bây giờ thiết bị của nó rất là nhiều, thế nên là chúng ta có thể sử dụng cái này được. Đây là một cái điểm cộng. Cái điều tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái cổng tai nghe 3.5. Và cái điều này thì đối với một số người thì nó là bất tiện, còn đối với một số người thì nó lại rất tiện khi mà các bạn sử dụng được hầu hết tất cả các loại tai nghe thời điểm hiện tại. Chúng ta có một cái thiết kế là bo viền ở xung quanh cho cái cảm giác cầm nắm nó rất là thích. Cầm nắm rất là thích. Chúng ta có một cái màn hình mà tràn viền và có một cái camera trước ở chỗ đằng trước như thế này. Ở phía dưới ấy, thì chúng ta sẽ có một cái mic, một cái loa và một cái cổng sạc truyền dữ liệu, cổng C nhé. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế mà mình cảm thấy rằng là bình thường ấy, là những chiếc điện thoại bình thường là cái jack tai nghe 3.5 ấy, nó sẽ để ở dưới này, nhưng mà cái chiếc điện thoại này thì nó lại để ở trên. Về màn hình của cái con điện thoại này thì nó sử dụng màn hình 6.5 và màn hình có độ rộng là 6.5 inch, với tần số quét là 90Hz. Màn hình này là màn hình Full HD cộng và với cái chất lượng màn hình là IPS LCD. Thì như các bạn có thể thấy rằng là cái chất lượng hiển thị của nó rất là tốt, rất là tốt so với cả cái tầm tiền mà chúng ta phải bỏ ra để chúng ta mua một chiếc điện thoại. Với một chiếc điện thoại giá rẻ như này mà cái chất lượng hình ảnh hiển thị mình cảm thấy rằng khá là rõ nét, khá là rõ nét. Và chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm khá là tuyệt vời khi mà chúng ta sẽ phải bỏ ra rất ít tiền để có thể sở hữu được cái màn hình như thế này. Có một cái đặc điểm ở trên chiếc điện thoại này mà mình rất là thích, đó là nó có hệ thống loa kép. Hệ thống loa kép anh em có thể nghe nhé. Các bạn có thể mua ở những đơn vị uy tín. Thì trên và dưới mình là mình chưa bao giờ mà mình đập hộp một cái con đập hộp con iPhone 11 rồi. Nhưng mà đa phần nên là tất cả những cái thiết bị điện tử của mình thì mình đều mua hàng dùng lướt, trừ máy tính ra nhé. Thì tất cả những cái iPhone, iPad, thậm chí là Apple Watch của mình thì đều mua là hàng dùng 99% và mình mua tại Dương Thủy Mobile. Đây là một cái đơn vị rất là uy tín để có thể cung cấp những cái sản phẩm kiểu như thế này.
Rồi quay trở lại với chủ đề của chúng ta. Đó, với cái hệ thống loa kép như thế này thì chúng ta sẽ có một cái chất lượng âm thanh rất là sướng ở trong cái tầm giá này. Tức là chúng ta sẽ phải bỏ ra rất ít tiền để chúng ta có thể nhận được một cái sản phẩm mà với chất lượng. Đây, hai loa. Tiếp theo mà rất là nhiều người dùng quan tâm đó là về cấu hình. Thì con Redmi 10 này nó sử dụng cái con chip là Helio G88. Thì thực ra là nó cũng không có quá nhiều thay đổi so với cả cái con chip Helio G85 đâu. Nó chỉ là một chút cái cải tiến thôi. Và nói thật rằng là với cái con chip đấy và với một cái màn hình với chất lượng cao hơn là Full HD cộng như thế này, thì mình nghĩ rằng là nó sẽ phải gánh ở trên vai mình một chiếc màn hình với độ phân giải tốt hơn. Chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm là khi mà chúng ta, giống như trải nghiệm của bản thân mình nhé, khi mà chúng ta bật rất là nhiều tab thì chúng ta sẽ có cảm giác là nó hơi bị chậm một chút. Tuy nhiên rằng là lại quay lại với cái mức giá của nó thì mình nghĩ rằng là cái mức giá này là mức giá ở trong cái phân khúc điện thoại ấy, thì nó là mức giá kiểu ở tầm trung bình và thậm chí là trung bình ở dưới cái mức mà trung bình gọi là điện thoại giá rẻ, thì chúng ta không thể đòi hỏi được rất là nhiều thứ tính năng rồi rất là nhiều thứ kiểu ngon lành theo kiểu mượt mà giống như ở những chiếc điện thoại đắt tiền hơn. Ngay kể cả phía đằng sau với cái cụm camera mà có ghi thông số là 50 megapixel nhưng mà nó cũng chỉ cho một chất lượng hình ảnh bình thường thôi. Một chất lượng hình ảnh bình thường và nó ổn ở trong tầm giá chứ nó không thực sự xuất sắc giống như là chúng ta tưởng tượng. Tiếp theo mình muốn nói một chút về cái phần camera đằng sau này. Camera đằng sau này thì chắc chắn là sẽ rất là nhiều người, đặc biệt là những bạn trẻ cảm thấy nó rất là đẹp này. Nó có 4 camera với độ phân giải lần lượt là 50 megapixel. Chúng ta sẽ có thêm một camera 8 megapixel và 2 camera 2 megapixel nữa. Thì thực ra là với cái thông số ấy, thì rất là nhiều người kiểu kỳ vọng rằng là nó sẽ cho ra một cái chất lượng hình ảnh, một chất lượng quay video nó thực sự là kiểu kinh điển ấy. Nhưng mà cái con số này nó chỉ là con số thôi, và cái câu chuyện đó là chúng ta sẽ cho ra những chất lượng hình ảnh ở mức độ tốt chứ nó không thực sự xuất sắc. Ok. Một điểm nữa mà mình muốn nhắc đến với cả chiếc điện thoại này thì nó đang sử dụng một cái cục pin với dung lượng là 5000 mAh, và với tất cả những cái trải nghiệm của mình thì mình cảm thấy rằng là cái viên pin này nó có thể sử dụng được giống như kiểu những chiếc điện thoại smartphone thời điểm hiện tại là một ngày và hơn một ngày một chút. Chúng ta sẽ có một cái viên pin với dung lượng vừa phải cộng với cả là một cái sạc nhanh với tốc độ tối đa là 18W. Nói chung là nó chấp nhận được và thậm chí là nó còn được đánh giá là rất tốt so với cả cái tầm giá của chúng ta bỏ ra. Chúng ta bỏ ra thì xấp xỉ 4 triệu và chúng ta được sở hữu rất nhiều thứ ở trên chiếc điện thoại này. Tuy nhiên là cái điều mà mình muốn nói ấy, là các bạn không nên kỳ vọng quá nhiều nó xuất sắc giống như những chiếc điện thoại kiểu đắt tiền kiểu hơn 10 triệu ở những phân khúc cao cấp, thì nó ở mức độ là tốt ở trong cái tầm giá chứ nó không phải là tốt giống như những chiếc điện thoại đắt tiền khác. Đó, thì rất là nhiều người lầm tưởng đầu tiên này về cái camera này là về cái con số ấy, 50 megapixel hỗ trợ tối đa 50 megapixel. Nghe thì nó có vẻ rất là kiểu kinh khủng nhưng mà thực ra là cái chất lượng hình ảnh. Bây giờ mình sẽ chụp ảnh cho mọi người xem ở trên này luôn để xem là cái chất lượng hình ảnh của cái 50 megapixel này nó sẽ như thế nào. Ok, chúng ta sẽ có một cái hình ảnh được chụp lên như thế này. Nó rất là đẹp nhé, so với tầm giá này nó cực kỳ đẹp. Nhưng mà nó không xuất sắc đến mức độ mà anh em có thể kiểu gọi là kiểu bị bàng hoàng giống như những chiếc điện thoại đắt tiền đâu. Chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại với chất lượng hình ảnh chụp thì mình đánh giá rất cao về chất lượng chụp hình với cái mức giá này. Mọi người có thể nhìn thấy này, những chi tiết khi mà zoom lên là nó không bị noi mà nó thực sự rất là rõ nét nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái camera mà nó từ 1x lên đến tận 10x. Nhưng mà khi mà chụp ảnh với 10x thì mọi người có thể nhìn thấy là nó vỡ và nó noi khá là nhiều. Chúng ta có chụp chân dung, chụp ảnh, chụp chuyên nghiệp. Ở đây thì chúng ta sẽ có tất cả những cái thông số và tất cả những cái tinh chỉnh ở trên này và đều bằng tiếng Việt hết. Chúng ta sẽ có một cái camera trước như thế này. Với chất lượng hình ảnh mình đánh giá là nó đây
cho anh em xem luôn ở trên này để cho anh em có thể nhìn thấy là chất lượng hình ảnh của cái con này ấy, thì mình đánh giá là nó chấp nhận được ở trong cái tầm giá, chứ nó không thực sự sắc nét đâu, nó không thực sự sắc nét đâu. Tuy nhiên rằng là lại quay trở lại với cái câu chuyện về giá, thì nói thật với anh em là với cái con chip G88 này nghe thì nó có vẻ là mới, nhưng mà thực ra nó chỉ là một cái bản nâng cấp kiểu vừa đủ hơn một chút so với cả con G85. Thì cho một cái chất lượng trải nghiệm, mình nghĩ là đối với cả đa số người bỏ ra cái khoản tiền là tầm xấp xỉ 4 triệu thì đây là một trong số những top đầu của sự lựa chọn rồi. Chúng ta sẽ có một cái con với cái cấu hình ở mức độ khá tốt, một cái màn hình với hiển thị màn hình là Full HD cộng với tần số quét là 90Hz, thì nó cho chất lượng hình ảnh khi mà chúng ta trải nghiệm thì cực kỳ tuyệt vời so với cả cái tầm giá của chúng ta. Về cơ bản thì mình cũng đã trên tay nhanh chiếc điện thoại này cho anh em xem rồi. Thì anh em có thể thấy rằng là với cái giá tiền mà chúng ta bỏ ra thì chúng ta sẽ nhận được một cái sản phẩm với cái chất lượng tương đối là tốt. Tương đối là tốt với màn hình mà nó rất là cân đối này nhé. Mặc dù là cái màn hình này thì có cái cảm giác là phần phía bên dưới này này nó dày hơn là phần phía bên trên. Tuy nhiên rằng là nó cho một cái chất lượng cầm nắm rất là tốt, và nó cho một cái chất lượng camera mình nghĩ rằng là xứng đáng được gọi là xuất sắc ở trong tầm giá. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế bo tròn được cầm ở trên tay rất là gọn gàng và đẹp như thế này. Thì đấy, trên tay nhanh cái con này. Và chúng ta sẽ đến với cả một đối thủ của nó là một chiếc điện thoại đến từ thương hiệu Oppo. Và trên tay mình đang là con Oppo của chúng ta. Chúng ta sẽ có trên tay con Oppo A16. Thì ngay bây giờ mình sẽ vào nhanh để test nhanh cho anh em xem. Và trên tay mình đang là chiếc điện thoại thứ hai. Đây là chiếc điện thoại Oppo A16. Thì đầu tiên là về phiên bản màu thì con này hiện tại là đang được bán tại chính hãng, tại gọi là dươngthủymobile.com.vn với 3 phiên bản màu. Thì ở trên phiên bản màu của mình thì đây là phiên bản màu xám. Đây là một trong số những chiếc điện thoại giá rẻ mà mình đánh giá rất cao về phần ngoại hình. Đầu tiên là mặt lưng của nó là mặt lưng nhám, các bạn sẽ có cảm giác rất là thích. Với một cái cụm camera gồm có 3 camera cộng với cả flash, đèn flash ở đằng sau, hình chữ nhật giống như thế này. Chúng ta sẽ quay về mặt trước nhé. Mặt trước thì rất là đáng tiếc khi mà Oppo A16 nó vẫn đang sử dụng cái dạng màn hình giọt nước. Dạng màn hình giọt nước giống như thế này. Chiếc điện thoại A16 này của Oppo ấy thì sở hữu một cái màn hình là 6,52 inch với độ phân giải là HD cộng. Khá là đáng tiếc khi mà chúng ta sử dụng thì khi mà chúng ta xem video các kiểu ấy thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là nó hơi rỗ một chút nhá, hơi rỗ một chút. Nhưng mà đối với một chiếc điện thoại giá rẻ thì chúng ta không nên đòi hỏi nhiều. Và cái câu chuyện của mình ấy, khi mà mình phân tích ở những chiếc điện thoại mà mình review và mình cầm về, thì mình sẽ phân tích dựa trên cái tính cá nhân của mình nhé. Đối với cả một mức tiền ít mà các bạn bỏ ra thì mình sẽ đưa ra được những lựa chọn kiểu tốt nhất dành cho tất cả các bạn. Khi mà các bạn bỏ ra bằng đấy tiền mà các bạn chọn được sản phẩm tốt nhất, cái điều đấy là cái điều mà mình hướng đến ở trong những cái vlog của mình. Quay trở lại thì cái màn hình giọt nước này ấy, thì ở phía bên dưới này, phần phía bên dưới mọi người thấy là nó hơi dày một chút. Tuy nhiên rằng là cái chất lượng trải nghiệm của mình khi mà mình xem video hay là mình làm tất cả những cái tác vụ ở trên này thì mình cảm giác là nó vẫn rất là tuyệt vời khi mà các bạn sử dụng những tác vụ bình thường và xem những cái clip. Thì nói là nó rỗ thôi nhưng mà các bạn phải soi thật là kỹ thì các bạn mới nhìn thấy được cái điều đấy. Chứ còn nếu mà để trải nghiệm bình thường sử dụng hàng ngày thì nó vẫn là một trong số những chiếc điện thoại với trải nghiệm rất tuyệt vời. Đây, như mọi người có thể nhìn thấy này, chất lượng hình ảnh HD cộng đó, nó sẽ là như thế này. Và đây là một trong số những cái clip của chính bản thân mình, thì mình có cảm giác là nó vẫn đảm bảo rất là nhiều cái yếu tố về độ sắc nét nhé. Mặc dù là nếu giả sử như chúng ta là một người kiểu kỹ tính ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là nó kiểu khá là kiểu bị rỗ nhẹ, nhưng mà thực ra là đấy là khó tính thôi. Chứ còn với một người bình thường thì mình nghĩ là cái chất lượng hình ảnh nó vẫn có thể chấp nhận được. Tiếp theo mà rất là nhiều người quan tâm thì mình nghĩ rằng là nó sẽ liên quan đến phần cấu hình. Thì nó sử dụng chip Helio G35. Thì cái con chip này đối với bản thân mình ấy là nó là một trong số những cái con chip mà mình đánh giá là con chip yếu, nhưng mà
nó chỉ yếu khi mà các bạn chơi những cái game tác vụ nặng, hoặc là các bạn sử dụng nó theo kiểu gọi là các bạn bật hàng mấy chục tab lên ở trên một cái phần mềm thì nó mới gây ra hiện tượng giật lag, chứ còn nếu mà sử dụng theo kiểu bình thường thì nó vẫn rất là mượt mà nhé. Đây anh em có thể nhìn thấy này, khi mình lướt sang trái lướt sang phải thì nó không có cái cảm giác là nó bị khựng lại. Ok, chúng ta sẽ có 4GB RAM và chúng ta sẽ có bộ nhớ trong là 64GB, và với cái mức giá là xấp xỉ 4 triệu đồng thì mình nghĩ rằng là đáng để chúng ta cân nhắc và đáng để cho chúng ta lựa chọn, bởi vì là thời điểm hiện tại thì nó thực sự ra là nó không có quá nhiều kiểu sự khác biệt so với cả những chiếc điện thoại cùng dòng cùng thời. Tuy nhiên rằng là với cái mức giá rẻ thì chúng ta sẽ lựa chọn được những gì, đó mới là điều quan trọng. Thì mình nghĩ rằng đây cũng là một trong số những cái điểm mà chúng ta nên lưu ý. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái dung lượng pin của cái con này là 5000 mAh, cũng cho chất lượng giống như là cái con mà mình đây, con này ở phía bên tay trái của mình, con Redmi 10, thì chúng ta sẽ có một cái dung lượng pin khá là ổn, cộng với cả cái việc đấy là chúng ta có thể sử dụng nó một ngày hoặc là hơn một ngày. Đấy là tùy vào cái việc các bạn sử dụng nhiều hay là sử dụng ít, và chúng ta có để màn hình kiểu sáng hết cỡ hay không thì nó sẽ liên quan rất là nhiều đến phần kiểu thời gian sử dụng của chúng ta nữa. Có một cái điểm mà mình cảm thấy khá là đáng tiếc là ví dụ như kiểu là cái cục pin 5000 mAh ấy, mà chúng ta sẽ chỉ được sở hữu một cái cục sạc mà với hỗ trợ tối đa nó chỉ lên khoảng 10W thôi, thì các bạn nên cân nhắc về cái chuyện này nhé. Tuy nhiên rằng là đối với cả những cái người mà đang còn trẻ mà các bạn có quá nhiều lựa chọn về điện thoại của chúng ta ấy, thì chúng ta cũng có thể là chấp nhận được với cả cái cục sạc như thế này, và với cái kiểu cái sạc tối đa nó lên khoảng 10W thì nói chung là nó vẫn rất là ổn. Bởi vì là các bạn, nếu mà các bạn để ý thì các bạn có thể thấy rằng là với những cái cục sạc của iPhone ấy, với những cái cục sạc của iPhone kiểu bình thường, những cái cục sạc bé tí của iPhone ấy, thì nó cũng chỉ hỗ trợ của 5W thôi, mà chúng ta vẫn dùng bình thường, thì đối với cả 10W của Oppo như này thì nó cũng đáng để chúng ta cân nhắc. Có một cái điểm mà mình rất là thích ở trên chiếc điện thoại này, đó là cái camera trước của nó với độ phân giải khá là cao nhé. Độ phân giải của nó là 8MP. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau chụp thử một cái ảnh nhé. 8MP, chất lượng hình ảnh rất là tốt nhé. Chất lượng hình ảnh rất là tốt, anh em có thể nhìn thấy luôn ở trên này này. Bởi vì chiếc điện thoại này là mình vừa cài lại để cho anh em có thể kiểu gọi là xem ngay từ thời điểm ban đầu ấy, từ thời điểm đầu tiên. 8MP, cái chất lượng hình ảnh khá là tốt, và Oppo thì luôn luôn cho mình có một cái cảm giác là da của mình nó sẽ mịn hơn rất là nhiều so với cả cái việc cái mặt thật của mình ở bên ngoài đấy. Thì đây là một trong số những cái điểm cộng. Chúng ta sẽ có một cái cụm camera ở đằng sau như thế này. Cái cụm camera phía sau này thì lần lượt là 13MP, 2MP chụp mono và 2MP chụp macro. Thì đây là một trong số những cái điểm cộng mà nó rất là tích cực khi mà chúng ta được sở hữu một chiếc điện thoại với cái cụm camera mà có rất nhiều các cái trải nghiệm về camera. Cộng với cả cái việc đấy là cái camera của Oppo thì ngày trước với những sản phẩm Oppo cũ thì mình đánh giá không cao đâu, nhưng mà với những sản phẩm Oppo của thế hệ về sau thì mình cảm giác là chất lượng camera nó rất là tốt nhé. Anh em có thể nhìn thấy là khi mà mình vừa chụp xong này, khi mà chúng ta zoom lên thì chúng ta sẽ thấy là chất lượng hình ảnh của nó thực sự là đáng nể đấy, đáng nể với 13MP. Và với một chiếc điện thoại giá rẻ mà được trang bị một cái cấu hình camera giống như thế này thì chúng ta cảm giác là chúng ta sẽ được nhãn hàng nó trân trọng rất là nhiều khi mà cho vào những cái công nghệ rất là cao ở những chiếc điện thoại giá rẻ. Ở cái giao diện của camera thì chúng ta sẽ có đêm này, video này, ảnh này, chân dung này, thêm nữa này, nó đều có, tất cả đều bằng tiếng Việt hết. Có một điểm đặc biệt là khi mà chúng ta chuyển sang khi chế độ video thì chúng ta có thể lên 5x này, 5x, nhưng mà chúng ta sẽ không có chống rung giống như kiểu những cái chiếc điện thoại kiểu cao cấp hơn đâu nhá. Ok, thì chất lượng video mình sẽ quay cho mọi người xem. Đây, trên tay mình là một cái cục sạc nó như thế này. Ok, và khi mà chúng ta đưa gần cái chiếc cục sạc của chúng ta vào ấy, thì nó cũng có một số cái hiệu ứng xóa phông nhẹ ở phía đằng sau nhé, anh em có thể để ý kỹ. Đó, nói chung là cái camera này mình đánh giá rất là cao về cái tính gọi là tính hiệu năng của nó. Cái camera này rất là nét ở trong cái tầm giá mà chúng ta bỏ ra.
Đấy, mọi người có thể nhìn trực tiếp và nhìn luôn ở trên này. Đối với một chiếc điện thoại giá rẻ kiểu như thế này ấy, thì chúng ta sẽ không kỳ vọng được nhiều. Tuy nhiên là chúng ta sẽ có rất là nhiều cái mà chúng ta đáng nói ở trên chiếc điện thoại này. Và không phải lý do mà đơn giản mà tại sao Oppo nó lại có thể tồn tại ở cái thị trường Việt Nam và nó được ưa chuộng đến như thế. Chúng ta sẽ có một cái cổng sạc USB ở đằng sau như thế này, một cái jack tai nghe 3.5 ở phía đằng sau. Đó, giống như kiểu chiếc điện thoại vừa rồi ấy, thì mình có nói với cả anh em là mình lâu lắm rồi mình không nhìn thấy là có cái kiểu tai nghe ở phía trên như này, mà đa phần là đều là tai nghe phía dưới. Chúng ta sẽ có một cái loa ở phía này. Ok, thì về tổng thể ngoại hình thì mình rất là thích cái con này, bởi vì là cái ngoại hình với cái thiết kế cũng là bo tròn và với một cái mặt lưng nhám như thế này thì nó sẽ cho cái cảm giác cầm nắm rất là tốt. Tuy nhiên là có một cái điểm mà mình không thích, đấy là mình nói từ tất cả những cái chiếc điện thoại ngày xưa mà mình đã nói rồi, đó là mình không thích cái màn hình giọt nước như thế này. Ok, về cơ bản thì mình đã phân tích xong hai cái chiếc điện thoại mà mình cảm giác rằng là nó ổn ở trong tầm giá, mà giá rẻ tầm khoảng xấp xỉ 4 triệu thì chúng ta có thể lựa chọn hai sản phẩm này. Đầu tiên là về mặt thiết kế thì mình cảm giác là mình đánh giá rất là cao về những cái thiết kế của hai chiếc điện thoại này, là một, cái tính hiệu năng là hai, mặc dù là hai chiếc điện thoại này nó không phù hợp với tất cả các bạn gaming và sử dụng những tác vụ nặng, tuy nhiên là với những tác vụ bình thường thì nó cho những trải nghiệm rất là tuyệt vời. Camera của hai chiếc điện thoại này cũng cho những cái chất lượng hình ảnh mà mình cũng đã review và mình cũng đã chụp luôn ở trên này cho anh em xem, thì anh em có thể lựa chọn và tham khảo nó ở trên website của dungthuymobile.com.vn, giá thì sẽ được cập nhật liên tục ở trên đó. Và mình thì đứng ở góc độ của một người trải nghiệm và một người dùng theo kiểu bình thường thì mình đánh giá rất là cao về cái tính thực dụng của hai chiếc điện thoại này với cái mức giá mà chúng ta phải bỏ ra. Giá rẻ thì không đồng nghĩa với cái việc là nó không bổ, không ngon. Đấy, thì đây là một trong số những cái chiếc điện thoại, hai trong số những chiếc điện thoại mà mình cảm giác là rất là ngon, bổ rẻ trong cái tầm giá đó. Và review nhanh như thế thôi để cho anh em có một cái góc nhìn tổng quan. Đấy, mình luôn luôn phải mang theo những cái giấy lau màn hình và giấy lau mặt sau như thế này, bởi vì là hai chiếc điện thoại này mình nói thật với cả anh em là anh em nên sử dụng ốp nhé, bởi vì kể cả hai chiếc như thế này thì nó đều mang lại cho mình một cái cảm giác là bám vân tay rất là ghê. Ok, đấy thì cái đấy là cái mà anh em cần phải cân nhắc. Còn lại về hiệu năng, về tất cả các thứ thì mình cũng đã review xong rồi. Ok, và ngay bây giờ thì anh em có thể tắt clip và mang tiền để đi mua điện thoại thôi. Cộng với cả cái việc đấy là anh em nhớ like và subscribe để có thể liên tục cập nhật những sản phẩm mới mà mình có thể mang về review cho anh em xem nhé. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều đã đến với Cường Kiên Thân.